Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Kapramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hạng, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, Quốc hội hôm nay tại Canberra tiếp tục tái nhóm. Và trong suốt cái thời gian tranh luận thì những cái sự đồng nhất giữa Thủ tướng Albanese và lãnh tụ đối lập Peter Dutton xung quanh cuộc động đất kinh hoàng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Lãnh tụ đối lập ông Peter Dutton đã bày tỏ ủng hộ hoàn toàn với quyết định tài trợ 10 triệu đô la của Thủ tướng Albanese, ông đã loan báo vào ngày hôm qua. Ngoài ra, ông Dutton cũng chia sẻ những cái hình ảnh cá nhân ông đã nhìn thấy xuyên qua các phương tiện truyền thông tại Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu Thủ tướng Albanese hãy làm nhiều hơn nữa để trợ giúp cho người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại Syria. Và Thủ tướng Albanese đã cam kết là ngày hôm nay, một nhóm gồm 27 nhân viên cứu hộ cứu nạn của Úc Châu sẽ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ cho người dân địa phương. Và nếu cần thiết thì nước Úc lại tiếp tục gửi thêm những cứu hộ chuyên nghiệp sang Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thời gian sắp tới. Vâng, như vậy là Úc Châu cũng có những cái phản ứng hết sức nhanh chóng cùng với hàng chục nước khác để tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria. Còn về tình hình kinh tế ở trong nước thì thưa quý vị và các bạn, sau khi ngân hàng chữ kim RBA gia tăng lãi suất tiền mặt cơ bản thêm 0.25%, lên mức là 3.35%. Thì tất nhiên sau RBA thì các ngân hàng khác ở Úc sẽ tiếp tục gia tăng lãi suất. Và đến nay thì trong tứ trụ ngân hàng mới chỉ có ANZ và NAB đã tăng các loại lãi suất của mình và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 2. Còn ngân hàng Commonwealth hay là ngân hàng Westpac thì vẫn chưa công bố gì. Trước những cái động thái này thì thủ hiến của tiểu bang New South Wales là ông Dominic Perrottet cũng đã kêu gọi các ngân hàng là cần phải suy nghĩ kỹ trước khi gia tăng lãi suất, đặc biệt là cần lưu tâm đến các gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Thậm chí ông còn cáo buộc những ngân hàng là chỉ lăm le gia tăng lãi suất chứ không tính đến việc giảm hạ lãi suất. Cũng xin nhắc lại là ông Dominic Perrottet trước khi giữ chức thủ hiến của tiểu bang New South Wales thì từng giữ chức bộ trưởng ngân khố của tiểu bang từ năm 2017 đến năm 2021, nên rõ ràng ông rất am hiểu về các vấn đề kinh tế cũng như tài chính. Và ông cũng rất hiểu rằng là trong bối cảnh lạm phát gia tăng hiện nay, các ngân hàng không thể nào không gia tăng lãi suất. Thế nhưng mà ông cũng đã đưa ra lời kêu gọi này như là thể hiện rằng mình đứng về phía người dân, đứng về phía các cái khách hàng để lấy lòng cử tri, những người sẽ quyết định số phận tương lai của liên đảng cầm quyền của tiểu bang New South Wales trong cuộc bầu cử của tiểu bang vào ngày 25 tháng 3 sắp tới. Trong khi đó thì về phía Thủ tướng Albanese, ngày hôm nay vài cơ quan truyền thông đã phanh phui ra những cái căn nhà mà ông đang cho thuê. Và hiện nay thì Thủ tướng Albanese ngoài khoản lương của một người thủ tướng trên 550.000 đô la mỗi một năm thì ông còn có thêm một cái thu nhập khác
từ việc cho thuê hai bất động sản, một căn nhà tại vùng Marysville đang cho thuê khoảng $1,350 một tuần và một căn nhà khác tại Dawish Hill đang được cho thuê khoảng $880 một tuần. Và nếu cộng hai khoản tiền thuê này, mỗi một năm Thủ tướng Albanese có thêm gần $110,000 cho thu nhập của mình và tổng cộng ông sẽ có hơn $600,000. Và các cơ quan truyền thông cũng đã nói vui là Thủ tướng Albanese đã có một cái tài sản đáng kể. Tuy nhiên tất cả những tài sản này ông đã có được là nhờ vào sự tích góp của ông thời ông còn trẻ. Bởi vì căn nhà tại Marysville ông đã mua từ rất lâu khi mà chỉ trả có $140,000 và dự phỏng của các chuyên gia hiện nay căn nhà này đã lên trên mức $2,500,000 và đây là hoàn toàn những cái lợi nhuận đáng có của ông. Và đặc biệt hơn nữa là khi ông trở thành thủ tướng thì tất nhiên là ông sẽ được hưởng những cái chỗ ở miễn phí tại Canberra cũng như là tại Sydney. Vì vậy mà những căn bất động sản của ông đã trở nên trống nên ông có thể cho thuê. Tuy nhiên báo chí ngày hôm nay cũng nhắc nhở đến những cái việc Thủ tướng Albanese đã khấu trừ quá tai. Chẳng hạn như trong đại dịch COVID-19 vừa qua, khi mà những thành phố lớn bị phong tỏa, thì ông đã xin bồi hoàn hơn $17,000 chi phí đi lại tại những thành phố chính. Trong khi suốt thời gian đó, thì ông lại ở ngay chính trong căn hộ của mình ở Canberra. Có nghĩa là ông không hề tốn tiền chi phí ăn ở này, nhưng ông vẫn khấu trừ, vẫn kê khai để mà xin khấu trừ trở lại. Hoặc là trong một cái dịp khác, ông đã bị chỉ trích là bởi vì ông đã yêu cầu một cái khoản trợ cấp đi lại cho 74 đêm ở Canberra, ở Queensland và ở Tasmania. Trong khi suốt cái khoảng thời gian đó, Quốc hội chỉ có nhóm họp có 19 ngày mà thôi. Và đó là những gì mà báo chí ngày hôm nay nhân cơ hội nhà cửa đắt đỏ, nhà thuê khó khăn, họ đã phanh phui ra đời tư của một người thủ tướng. Vâng, lý do là chỉ vì bởi vì ông nổi tiếng, ông là thủ tướng thôi. Chứ nếu mà một người bình thường thì thật ra những cái căn nhà cho thuê thì nó chẳng có gì để đáng phải đáng nói. Mặc dù cái giá thuê $1,300 một tuần nghe có vẻ đắt đỏ, nhưng đó là cái thị trường cho thuê hiện nay tại Marysville. Thực tế thì nhiều người sở hữu còn nhiều nhà hơn cả thủ tướng Albanese và thậm chí có những bất động sản cho thuê tới 8.500 hay 10.000 một tuần. Thì nhưng mà vì họ không nổi tiếng cho nên là không bị báo chí đả động tới. Còn thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lãi suất gia tăng hiện nay và dự kiến còn tiếp tục gia tăng trong những cái tháng tới, thì các công ty bảo hiểm y tế của Úc Châu cũng đang cố gắng tìm cách là để hỗ trợ cho khách hàng của mình. Hiện nay một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất ở Úc là Medibank cũng đã quyết định là chi thêm tới $266 triệu cho cái gói hỗ trợ tài chính COVID-19 để hoàn tiền lại cho khách hàng của mình, cũng như hoãn tăng cái phí đóng bảo hiểm. Cụ thể thì những khách hàng của Medibank mà có hợp đồng trong vòng 7 tháng sẽ được tạm dừng 2 tháng, không phải tăng cái phí đóng bảo hiểm. Trong khi những khách hàng không có hợp đồng nhưng mà cũng mua bảo hiểm của Medibank thì có thể sẽ được nhận lại cái khoản tiền mặt bồi hoàn. Điều này có nghĩa là các khách hàng sẽ tiết kiệm thêm được khoảng là $59 triệu nhờ Medibank lùi cái thời điểm gia tăng cái phí đóng bảo hiểm dự kiến vào tháng 4. Phí bảo hiểm y tế của Medibank thì được ấn định tăng trung bình là 2.96%, tức là gần 3% kể từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Nhưng mà việc tăng phí sẽ được hoãn đến ngày 1 tháng 6 cùng năm. Động thái này của Medibank cũng là để hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế Liên bang là ông Mark Butler đang kêu gọi các công ty bảo hiểm y tế là tạm ngừng tăng phí do lãi suất gia tăng để mà hỗ trợ người dân. Và bản thân giám đốc điều hành của Medibank cũng cho biết là kể cả sau khi đại dịch COVID-19 tạm thời đi qua thì những cái khoản là yêu cầu bồi thường sau đại dịch cũng vẫn thấp nên công ty có dư giả tài chính, do vậy mà tăng thêm cái tiền để hỗ trợ bồi hoàn lại cho người dân. Ngoài công ty bảo hiểm Medibank thì còn có hai công ty bảo hiểm khác cũng là một trong những công ty bảo hiểm có rất đông khách hàng tại nước Úc. Thứ nhất là công ty Bupa và thứ nhì là công ty IMP.
cả Puba và IMP đều loan báo đình hoãn việc gia tăng lệ phí đóng bảo hiểm. Cụ thể thì Puba đã quyết định là thay vì bảo hiểm sẽ tăng vào ngày 1 tháng 4, thì trong năm nay lệ phí bảo hiểm sẽ tăng vào ngày 1 tháng 7 và mức gia tăng là 3.39%, có nghĩa là cao hơn so với Medibank, trong khi IMP thì có mức gia tăng rất thấp là 2.72%. Thấp hơn cả mức trung bình của các công ty bảo hiểm. Thông thường mỗi một năm thì các công ty bảo hiểm sẽ gia tăng khoảng 2.9%, nhưng riêng công ty NAP trong năm nay thì đã tuyên bố là sẽ gia tăng 2.72% vào ngày 1 tháng 9, tức là đình hoãn 3 tháng. Và với sự gia tăng 2.72% như thế này, đây cũng là mức bảo hiểm gia tăng thấp nhất trong 20 năm vừa qua của công ty IMP. Như vậy là tại Úc đang có 3 công ty bảo hiểm chính đã đưa ra quyết định giúp đỡ cư dân trong bối cảnh đời sống đắt đỏ hiện nay là Medibank, Puba và NAP. Tất cả những cái sự đình hoãn này hiện nay đang áp dụng cho những người khách hiện hữu, có nghĩa là khách hàng đang có của những công ty bảo hiểm này. Riêng với những khách hàng mới thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi nếu chúng ta chuyển từ công ty bảo hiểm này sang công ty bảo hiểm khác. Vâng, như vậy là khách hàng của 3 công ty bảo hiểm này nay cũng thở phào nhẹ nhõm với cái gánh nặng đóng cái phí bảo hiểm. Nhưng mà còn những người mà mua bảo hiểm của các công ty khác thì có lẽ cũng hy vọng rằng là công ty của mình cũng sẽ có những cái biện pháp hỗ trợ tương tự. Họ đang chiêu dụ những khách hàng của những công ty bảo hiểm khác, nếu mà chuyển qua công ty, mua bảo hiểm với công ty của họ thì sẽ mua được cái phí nó rẻ hơn. Và nếu mà ngay thời điểm này hoặc là trước thời điểm mà họ tăng giá. Vâng, như vậy là trong bối cảnh hiện nay là thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Rất là gay gắt. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trong khi đó chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia có tên viết tắt là NDIS thì tiếp tục bị những kẻ gian lợi dụng để mà trục lợi. Và trong vụ việc mới nhất bị phanh phui thì có 3 người đàn ông nữa sẽ phải hầu tòa vào cuối năm nay do bị cáo buộc là đã gửi các yêu cầu để nhận cái tiền bồi hoàn lại không đúng thực tế của cái chương trình này để mà tham ô tới 3.300.000 đô la. Cụ thể thì vào sáng ngày hôm qua thứ ba thì lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính phủ cũng đã thực hiện khám xét nhà riêng ở Tây Sydney, đã bắt giữ một người đàn ông và bị buộc tội 2 người khác, khi mà 2 người này cũng đã bị đưa ra hầu tòa vì các tội danh bao gồm là thu lợi bất chính bằng cách lừa đảo hay là kinh doanh tiền tội phạm. Và 3 người này được cho là cấu kết để thành lập hoặc là mua lại những cái doanh nghiệp với tư cách là các cái nhà cung cấp các cái dịch vụ cho người khuyết tật và đăng ký những cái thông tin giả mạo để lấy tiền về các cái dịch vụ mà thực tế thì họ lại không hoàn toàn cung cấp cho khách hàng của mình để trục lợi cái số tiền đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, NDIS là một chương trình bảo hiểm người khuyết tật đã tiêu tốn ngân quỹ của chính phủ nhiều nhất, mà dự phỏng là trong vài năm sắp tới, chương trình này có thể sẽ phải cần tới gần 100 tỷ đô la, đây là một ngân khoản không hề nhỏ. Và chính vì vậy mà Bộ trưởng Người Khuyết Tật là dân biểu Bill Shorten đã có những chương trình xem lại tất cả hoạt động của những trung tâm dịch vụ cung cấp NDIS cho khách hàng của mình. Và trước đó thì cũng đã có một người đàn ông ở Brisbane bị bắt giữ cũng vì tội gian lận những cái thông tin sai biệt, có nghĩa là họ đã khai là họ cung cấp rất nhiều dịch vụ cho khách hàng này, nhưng khi cơ quan kiểm tra tiến hành điều tra thì những cái dịch vụ này không hề hiện hữu trong thực tế, trong khi những cái hóa đơn họ gửi về cho chính phủ thì họ gửi liên tục đã khai khống rất nhiều những cái dịch vụ. Ngày hôm qua cũng vậy, có thêm 3 người đàn ông ở khu vực Tây Sydney đã bị hỏi thăm sức khỏe, một trong 3 người này đã bị bắt giữ, trong khi 2 người còn lại thì chắc chắn là sẽ hầu tòa vào thời điểm cuối năm nay. Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Bill Shorten, đây chỉ là một trong những cái vụ việc điển hình mà thôi, bởi vì ông đang muốn gửi một lời cảnh báo đến tất cả những cái dịch vụ cung ứng NDIS cho khách hàng. Hiện nay thì khá nhiều những cái lời tố cáo đã gửi đến cho Bộ trưởng NDIS và cho rằng những cái dịch vụ đáng lẽ một người khuyết tật được hưởng nhưng họ không được hưởng,
hoặc nếu họ được hưởng thì họ được hưởng ở cái số giờ ít hơn là họ đáng có. Một người trong một trường hợp, thí dụ như là một thanh thiếu niên bị tự kỷ, mỗi một tuần lễ họ cần có khoảng 6 tiếng đồng hồ để gặp chuyên gia về tâm lý. Tuy nhiên hiện nay thì họ chỉ có thể gặp được khoảng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng chính phủ vẫn nhận được cái invoice của 6 tiếng đồng hồ dịch vụ này. Và đó là những cái gian lận trong cái vấn đề claim tiền bảo hiểm khuyết tật NDIS mà Bộ trưởng Bill Shorten đang muốn phanh phui. Và ông tin chắc rằng trong thời gian sắp tới, rất nhiều những cái trung tâm chuyên về dịch vụ khuyết tật NDIS cũng sẽ bị gõ cửa để những điều tra viên tiến hành điều tra lại quá trình hoạt động của họ. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực nhân dụng thì lại có thêm một công ty lớn khác bị phát hiện là trả lương thấp cho nhân viên. Đó là 7 công ty con của tập đoàn là An toàn Công nghiệp West Farmer. Công ty này thì chuyên cung cấp các dịch vụ công nghiệp cũng như các thiết bị và quần áo bảo hộ lao động. 7 công ty con này của tập đoàn này đã được lệnh là phải trả lại tới 4 triệu 800 ngàn đô la cho hơn 3.400 nhân viên vốn bị trả lương thấp dưới quy định trên khắp Úc Châu. Tập đoàn West Farmer thì cũng đã báo cáo cái vấn đề trả lương thiếu cho nhân viên của 7 doanh nghiệp này cho Ủy hội làm việc công bằng vào năm 2019. Sau khi mà chính cơ quan này cũng đã phát hiện có cái sự bất thường trong cái việc mà tập đoàn này triển khai cái hệ thống trả lương mới. Bởi vì một cái đánh giá cũng cho thấy là đã xảy ra lỗi trong cái hệ thống trả lương mà tập đoàn West Farmer triển khai khi tuyển dụng nhân viên. Đó là một cái tính năng trong hệ thống cho phép cung cấp nhiều cái thông tin về phiếu lương chính xác cho tất cả người lao động bất kể họ làm việc toàn thời gian từ năm 2013 đến năm 2014. Tuy nhiên mặc dù phát hiện ra lỗi này nhưng mà tập đoàn cũng không khắc phục được, dẫn đến việc trả lương thiếu cho tới 3.400 người. Và kính thưa quý vị, khoảng thời gian mà tập đoàn West Farmer Industrial and Safety trả lương thiếu cho hơn 3.400 nhân viên, nó đã kéo dài đến 10 năm, xuyên suốt tất cả những thủ phủ lớn bao gồm cả Melbourne, Sydney, Newcastle, Wollongong, Mackay, Canberra, Perth và Darwin. Hiện nay thì theo lời Ombudsman thì tập đoàn West Farmer đồng ý sẽ bồi hoàn trở lại số tiền 4 triệu 800 ngàn đô la cho hơn 3.400 người lao động cộng với cái số tiền hưu trí, có nghĩa là superannuation mà họ đã trả thiếu, trị giá là khoảng 246 ngàn, gần 247 ngàn. Bên cạnh đó thì cũng còn có những cái tiền phạt mà Ombudsman đã yêu cầu là West Farmer sau khi trả cái số tiền lương bị thiếu thì những công nhân viên chức này cũng sẽ nhận được một số tiền phụ trội, đó là những cái tiền mà họ đã giống như là trả lãi suất, bởi vì cái thời gian khoản trả lương thiếu này đã ở mức quá lâu. Và tính một cách trung bình, mỗi một nhân viên trong tổng số 3.400 nhân viên này đã bị trả lương thiếu là khoảng 1.392 đô la. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mức lương thiếu này đã lên đến 38.600 đô la. Và nếu những ai trong tổng số 3.400 người này nhận được một cái mức lương thiếu tối đa là gần 38.000 thì đó cũng được cho là một cái khoản tiền kha khá trong cái bối cảnh đời sống đắt đỏ như thế này. Tuy nhiên điều mà Ombudsman đã hoan nghênh đó là West Farmer đã tự mình cung cấp thông tin về những thiếu sót của họ ngay sau khi họ phát hiện ra những cái lỗi hệ thống. Đây không phải là việc nhân viên tố cáo công ty, bởi vì ngay bản thân 3.400 người nhân viên này họ không hề biết là mức lương của họ đã bị trả thiếu trong suốt 10 năm qua nếu như West Farmer không tự mình lên tiếng. Và chính vì cái sự thành thật này mà họ cũng đã được hoan nghênh rất nhiều. Vâng, và họ không bị kiện tụng và đưa ra tòa. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến các cái vụ án mạng thì cảnh sát ở tiểu bang Nam Úc hiện nay vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm mà gây ra cái chết dã man cho một người đàn ông 55 tuổi ở thành phố Adelaide. Người này tên là Geoffrey McLean. Thi thể của người này thì được cho là bị cắt làm rất nhiều mảnh, bị bỏ trong một thùng rác có bánh xe gần một bãi tập ở ngoại ô Salisbury South vào tháng 10 năm ngoái. Và ngày hôm qua thì cảnh sát Nam Úc cũng đã tiết lộ
là vừa tìm được một cái manh mối đáng ngờ có thể dẫn tới việc phá được cái vụ án hết sức bí ẩn này. Đó là hình ảnh ghi lại trong một máy quay an ninh được lắp tại một cơ sở công nghiệp gần đó. Cảnh sát cho biết thì cảnh quay cũng cho thấy là có hai người đeo đèn pha hoặc là cầm đèn pin có những cái hành động rất đáng ngờ tại địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân vào ngày 24 tháng 8 năm ngoái, tức là 5 ngày trước khi mà người đàn ông 55 tuổi này được báo cáo là mất tích. Các thám tử thì cũng đang nghi ngờ hành động của hai người này có liên quan đến việc mà vứt bỏ chiếc thùng chứa thi thể của nạn nhân và đang chờ xác định danh tính những người đó cũng như vai trò của những người này trong cái vụ việc. Và các cuộc điều tra cho thấy thì thủ phạm được cho là cũng từng tìm cách là để chôn chiếc thùng chứa thi thể của ông Marlin trong bãi cỏ, nhưng đã từ bỏ việc này, cũng có thể là do mặt đất quá rắn hoặc người này khi đó đang quá lo sợ nên đã tìm cách là bỏ cái thùng chứa thi thể của ông vào chiếc thùng rác. Đây là một trong những cái vụ án mạng vô cùng bí ẩn và cũng vô cùng dã man mà cảnh sát Nam Úc đã phải đối diện. Lý do là bởi vì thân thể người này đã không còn nguyên vẹn, đã bị chặt ra rất là nhiều mảnh. Ngoài ra trước khi bị giết hại thì thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Nạn nhân đã bị tạt axit, không biết vì nguyên nhân như thế nào. Cho nên là cảnh sát rất muốn phá được cái vụ án này, tìm được những người đã có liên hệ với nạn nhân để xem tại sao mà có những cái hành động có thể nói là quá dã man như thế này. Trong khi đó, một câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến một người đàn ông ở Sydney, đó là ông Matthew Renman, năm nay 42 tuổi. Tuy nhiên, đối với ngân hàng National Bank thì người đàn ông này đã bị khai tử và vì vậy ông không thể truy cập vào tài khoản của chính mình. Đó là thời điểm diễn ra vào tháng 5 2022. Người này đã rất là hốt hoảng khi không thể và lấy được tiền từ tài khoản của mình, liên lạc với National Bank thì National Bank cho biết là trong hệ thống báo rằng người này đã tử vong, cho nên họ đã phong tỏa tất cả những cái tài khoản liên quan đến cá nhân người này và họ nạn nhân càng hoang mang hơn khi mà một người nào đó đã giả mạo liên lạc với nhóm phụ trách về vấn đề tử vong của ngân hàng để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là National Bank chưa bao giờ nhận được giấy khai tử của người khách hàng này mà đã vội vàng kết luận đây trường hợp này đã không còn hiện hữu để mà phong tỏa tất cả tài sản của họ. Và chúng ta cũng không biết là cách làm việc của National Bank là như thế nào. Tuy nhiên, sau khi quá nhiều tháng tranh cãi lời qua tiếng lại giữa nạn nhân và ngân hàng, thì ngân hàng cuối cùng chỉ đưa ra một cái mức bồi hoàn tượng trưng trị giá là $1,500 để trường hợp này được khép lại. Và tất nhiên là tài khoản của người đàn ông này cũng đã được trở lại hoạt động bình thường. Nhưng mà câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì các cơ quan truyền thông vẫn tiếp tục khai thác và họ muốn biết lý do vì sao mà NAP lại làm việc quá cẩu thả như vậy, đưa ra một cái quyết định mà họ chưa xác nhận thông tin, chỉ qua một cái cú điện thoại báo tin là người này đã tử vong, đã vội vàng thực hiện tất cả những cái bước cần thiết để mà đóng cái tài khoản này vĩnh viễn. Vâng, nếu mà đơn giản như vậy thì ai mà thù hằn với ai đó thì có thể gọi điện đến ngân hàng báo một câu đơn giản như thế thôi. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào xử lý một việc đơn giản như vậy. Ngân hàng còn vô trách nhiệm đến mức là nói là nạn nhân nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì có thể báo cho cảnh sát. Vâng. Cảnh sát có nhiệm vụ điều tra xem người nào đã gọi cho ngân hàng báo tin là người này đã tử vong. Nhưng mà thật ra đó là trách nhiệm của ngân hàng, bởi vì nếu nghe tin là báo khách hàng của mình bị tử vong, ít nhất họ phải có được cái death certificate, là cái chứng nhận chứng tử đấy. Một cái giấy tờ nó hữu hiệu nhất để xác nhận trường hợp tử vong. Còn họ không yêu cầu bất cứ một tờ giấy gì, nhưng họ đã vội vàng có hành động. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hy hữu này cũng đã khép lại chương trình Điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.